Tin được không? DIY đã chốt được hơn 1.000 sách quà chỉ bằng với cái hộp quà này. Hãy cùng mình tìm hiểu xem bên trong có gì mà lại hot đến thế nhé. Đã là sách quà rượu vang thì sản phẩm chính chắc chắn không thể thiếu là rượu vang đúng không nào? Đây là cặp vang Ý được thiết kế độc quyền cho mùa Tết Giáp Thìn 2024, được làm từ hai giống nho chính Nero Amaro và Rémitigo 14.5%. Đây sẽ là lựa chọn thích hợp để biếu tặng đối tác trong dịp cuối năm. Việc biếu tặng luôn luôn đòi hỏi sự chỉnh chu, tinh tế nhưng vẫn không kém phần ý nghĩa. DIY chuẩn bị cho bạn một chiếc túi da bên ngoài được làm bằng chất liệu da simili cao cấp với màu đỏ là chủ đạo. Bên trong còn có hai ly vang tăng thêm sự sang trọng và tinh tế cho sách quà. Quai cầm chắc chắn, thiết kế nhỏ gọn mà còn vô cùng thời trang. Có hẳn hai màu thời thượng cho bạn lựa chọn. Bạn chọn màu đỏ hay là màu cam? Ngoài ra, DIY còn có rất nhiều mẫu hộp với đa dạng phân khúc cho các bạn lựa chọn. Duy nhất tháng 12 này với giá chỉ từ hộp sơn mài đôi, sơn mài đơn, hộp gỗ đơn, túi da đôi, túi da đơn, còn có hộp gỗ các loại mứt và mật ong. Còn nữa, DIY chiết khấu lên đến 50%. Ngoài ra còn miễn phí in logo doanh nghiệp, free ship toàn quốc và hàng trăm ưu đãi khác phù hợp với nhu cầu ngân sách của khách hàng. Liên hệ ngay số hotline bên trên để được tư vấn cụ thể nhé. Cùng DIY săn đồng vàng, đón xuân phát lộc.